Dạ thì hồi đó em bị tai nạn cách đây là mười mấy năm rồi. Thì hồi đó em liệt hết tay chân luôn, cả tay cũng yếu lắm. Mà em luyện á, bao nhiêu năm thì em nhắn bằng cái cùi ngón tay này, rồi em gõ thì bằng cái cùi ngón út, gõ máy tính á, bằng cùi ngón út. À, đời anh khuyết tật tha hương, nếu em thiện ý thì thương thật lòng. Anh xin suốt kiếp làm chồng, yêu em chung thủy nguyện không đổi rời. Tình em biển rộng sông dài, tình anh là cả lâu đài núi cao. Câu thơ yêu quá ngọt ngào, lưu tình ta đến ngàn sao chẳng mờ. Chắc người ta bảo em khờ, quen anh chi gã yêu thơ thật nguyện. Không danh phận chẳng bạc tiền, nhưng em trân trọng mối duyên chúng mình. Yêu anh bằng tấm chân tình thì không quan trọng dáng hình giàu sang, ngày làm có đến mơ màng, dệt câu thơ hát muôn ngàn lời ca. Thấy tình luôn mãi nở qua, sống đời bình dị nhưng mà vẫn vui. Hay. Rồi hay quá. Đúng rồi. Rồi. Ơi. Em cứ ngồi ghế đi bạn. Em ngồi đi. Trước tiên anh Thuận và chị Hồng Vân chào hai vợ chồng hai em. Và rất cảm ơn hai vợ chồng em đã đến đây và tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Dạ em xin chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thuận. Chào quý khán giả đang xem chương trình. Dạ em đến chương trình hôm nay thì vợ chồng em có món quà gửi tặng cho chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Đây cũng là cái mặt hàng mà hai tụi em đang bán á. Đang kinh doanh đúng không? Tụi em đang ở đây đúng không? Nhưng mà là kinh doanh cái gọi là hạt điều. Và hạt điều này là từ Bình Phước đúng không? Bình Phước này là hàng nhà, của đứa em làm á chị. Rồi, bây giờ mời hai vợ chồng em trước tiên là giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cùng tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Lâm, năm nay em 35 tuổi. Hiện em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và nghề nghiệp của em là em đang là giáo viên thầy giáo xe lăn á. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Minh Thơ. Em năm nay 34 tuổi và em ở quê ở Bến Tre. Một người ở Bến Tre, một người ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì làm sao mà gặp nhau? Thì em với vợ em là đều làm thơ á anh. Yêu thích thơ văn á. Thì em có sáng tác thơ và chị vợ em cũng vậy. Thì tụi em quen nhau qua Facebook. Cái lần lướt Facebook á anh chị, thì em vô tình thấy cái thơ Phan Ngọc Lâm, thơ Ngọc Lâm. Một cái anh chàng ngồi xe lăn. Thì em cũng thích thơ mà em cũng tò mò. Em nói là tên thơ Ngọc Lâm mà chắc là thích làm thơ đây. Thì thấy cái Facebook ảnh cũng rất là nhiều thơ. Mà em ấn tượng nhất là cái khẩu thơ mà ảnh viết về gia đình á. Ảnh là một người xe lăn mà có trách nhiệm lo cho gia đình, lo cho cha mẹ và em út đang học hành, em cảm thấy cảm mến. Khi em nhận được cái tin nhắn làm quen của bạn này thì lúc đó em suy nghĩ sao? Dạ thì em thấy, tại vì em làm thơ cũng rất là nhiều bạn hay kết á. Thì có những người yêu thích thơ các bạn này thì em cũng đồng ý liền. Rồi cứ nói chuyện qua lại có mấy tháng, sau đó rồi mới gặp nhau lần đầu tiên. Rồi thì, cái cảm xúc của lần đầu hẹn hò đó là sao khi mà em gặp vợ em á? Lần đầu cảm xúc vui và mắc cười đó anh chị. Sao mắc cười? Cái cảm giác nó kỳ sao sao. Chắc rung động đó, cái tim đập mạnh đó. Dạ cái lần đó là em từ bên quận 7 em qua, bắt xe buýt qua bên anh Lâm. Anh nói cái địa chỉ cái nhà may mắn á là ở trong cái hẻm, nhưng mà em cứ ngỡ là ở ngoài mặt tiền đường. Cho nên em xuống xe buýt thì em tìm mãi không có. Em cứ bắt một cái chiếc xe ôm á, em tìm từ sáng tới trưa tới gần 12 giờ luôn. Mà cái chú xe ôm nó cũng không có biết là cái chỗ nhà may mắn đó ở đâu. Quận mấy em? Dạ Bình Tân ạ. Nhưng mà ở trong hẻm. Trong cuối cùng có gặp được không? Dạ cuối cùng thì em cũng tính đi về rồi, nhưng mà thôi đã lỡ cất công tới đây thì cũng ráng tìm anh này. Em mới quay lại và thấy cái anh này vô tình ảnh ngồi đang ngồi chờ ngoài nắng thấy thổi thấy thương quá chừng luôn và mừng lắm. Mà lần đó em thấy cô này nhắn tin là trên đường cứ nhắn là sẽ đến, mà em đợi hoài từ sáng 7 giờ 8 giờ sáng mà tới 11 12 thì chưa không thấy. Em cứ tưởng cô này cho em lau cây cơ. Thì cái xe em đi cái xe điện cũ, cái xe em tự lái được á, chạy ra chạy vào giết cái nó bể bánh luôn. Còn cái máy tính của em mở lên để xem có tin nhắn nào cũng hư luôn. Lúc đó các em hai người gặp nhau, em nghĩ quá sao lần đầu tiên mà gặp nhau giống như khắc tinh quá, giống như khắc tinh của nhau là có trời cản sao hay là trời thử lòng đó. Nhưng mà sau này lại giống như là lại hóa ra là cứu tinh của nhau. Nhưng mà anh muốn hỏi nè, về cái tay của em á, tay của em thì nhắn tin với đánh máy tính thì nó như thế nào? Dạ thì hồi đó em bị tai nạn cách đây là mười mấy năm rồi. Thì hồi đó em liệt hết tay chân luôn, cả tay cũng yếu lắm. Mà em luyện á, bao nhiêu năm thì em nhắn bằng cái cùi ngón tay này, rồi em gõ thì bằng cái cùi ngón út, gõ máy tính á, bằng cùi ngón út. Còn xài chuột thì hai tay em mới ôm em xài. Điện thoại thì em xài điện thoại của bắp, em dùng cái cùi ngón tay này em bấm. Điện thoại thì có cái dây để mảnh móc lên cho anh không cầm được. Lúc đầu mà quen á thì nhắn tin á, nhiều khi mình nhắn xong mà chờ lâu quá không thấy trả lời cũng giận trong lòng. Sao mà mới nói chuyện đây mà nhắn tin hoài không thấy. Ai dè khi mình gặp mặt ảnh thì biết cái tay ảnh rất là yếu, không có cầm nắm gì được. Nhiều lúc đang nhắn á chị thì cái tay nó gồng á, thì cái máy nó rớt mất tiêu. Có khi tắt nguồn, có khi là rớt xuống em cũng lấy không được, phải nhờ người lấy. Nhưng mà cái tai nạn của em là sao em? Ngày xưa thì em đang là sinh viên năm nhất của trường sư phạm Bình Phước á. Thì một lần em đi đón người nhà ở ngoài quê vào thăm á, thì em đi trên đường thì em bị tai nạn, bị gãy cổ, coi liệt toàn thân luôn. Và hồi đó cũng tưởng là chết rồi, nhưng mà cũng may là nằm lại, cứ gia đình cho điều trị hoài thì cũng cùng em cũng sống được. Rồi em xin vào máy ấm nhà may mắn á, em tiếp tục hỗ trợ cho mình điều trị tập vật lý dữ liệu, rồi em học nghề luôn vi tính.
Sau này cái bây giờ em đang là giáo viên dạy tin học cho các em trong trường cộng đồng đó, các em mồ côi với khuyết tật trong đó. Công nhận như vậy là em quá là có nghị lực á. Tại vì tưởng là liệt rồi á em ơi, mà bây giờ cuối cùng là em cử động tay chân rồi lại còn xài IT ngon lành ha. Bây giờ mọi thứ sinh hoạt của em thì vẫn phải vợ phụ và chăm sóc mỗi ngày, chứ em cũng không có tự lên xe thúng sơ là phải ẩm bồng. Tụi em đúng là cứu tinh của nhau đó hả? Khi em thấy anh như vậy á, thì em có nghĩ là mình sau này mình sẽ là vợ anh không? Em có chùng bước không? Dạ, trước khi mà hai đứa gặp nhau thì trước đó là hai đứa cũng nói chuyện thời gian là mấy tháng rồi. Em thấy anh này cũng nói chuyện cũng hiền, cũng dễ mến. Rồi em mới nói là thôi em sẽ là người bạn của anh để mà chia sẻ những cái buồn vui trong cuộc sống á. Thì anh mới nói là bạn của anh thì nhiều rồi, anh chỉ cần một cái người mà đi cùng anh suốt đoạn đường thôi. Cái em nói trời ơi, anh này bị khuyết tật vậy mà cũng lạc quan, cũng tự tin quá. Trời, anh là nhà thơ mà. Bên thơ văn người ta ăn nói hay lắm. Sau đó thì tụi em, cái tần suất mà tụi em gặp nhau là một tuần được mấy lần? Vợ đang làm bên quận 7 này nè, thì công việc cũng làm ca đêm á, vất vả quá, cái vợ cũng muốn thay đổi công việc. Thì lúc đó em biết được như vậy, các em cũng nói với vợ là em giống như mình dụ luôn á. Mình kêu là thôi bây giờ em chuyển về bên gần anh đi, em xin công việc bên này đi. Có gì làm bên này rồi mình qua lại mình trò chuyện tâm sự làm bạn cho nó dễ. Đó, thì vợ em cũng nghe, cũng thấy em thuyết phục, và vợ em cũng nghĩ là thôi cũng đang thay đổi công việc á. Thì vợ em cũng đồng ý về đây xin việc làm. Em nhưng mà lúc đi. Đó là em chắc cũng đã mến mến ảnh rồi đúng không? Dạ. Tiện tại vì mình lại mình thấy ảnh cái sinh hoạt của ảnh cũng rất là khó khăn, lúc nào cũng phải có người ẩm bồng hỗ trợ ăn uống này kia chị. Nhưng mà cái lúc đó tại vì em là nữ, ảnh là nam, cho nên cái chuyện mà mình đẩy xe thì nó dễ rồi, nhưng mà cái việc mà ẩm anh lên rồi thay đồ cho ảnh cả mọi thứ đó thì nó như thế nào? Dạ lúc đó thì hai đứa tìm nhà trọ sắp xếp công việc làm ổn xong rồi, thì lúc đó trong nhà mắn cũng có nhân viên chăm sóc anh, rồi có đứa em nó cũng phụ. Sau này khi mà đứa em, hai đứa em nó về quê đám cưới á, rồi nó mới chỉ lại à chị chăm sóc cho anh như vậy thế này nè, rồi từ đó là em tắm rửa này kia lo cho ảnh hết luôn. Ví dụ như lúc mà bạn chăm sóc em vậy, em có mắc cỡ không? Cái lần đầu tiên đó thì rất là ngại. Hôm đó là em bị đau bụng á, mà cái anh chăm sóc thì anh đi về nhà anh có việc bệnh á, rồi anh có khách anh không xuống luôn. Cái 10 giờ đêm rồi thì vợ em mới cũng chơi đó, vợ đó em cũng ngại, em đuổi vợ em về. Em nói thôi em đi về nghỉ sớm đi anh, để anh đi ngủ, mà em bị đau bụng á em không dám nói. Cái sau vợ em về, vợ em cũng để ý, cũng biết em bị cái gì rồi. Mày cứ vợ em cứ về nhà nhắn tin hỏi là anh có sao không, sao giờ anh lên ngủ chưa, sao em cũng phải nói thật là em bị đau bụng như thế. Không ai, cái vợ em mới thấy thế, cái vợ em chạy qua ẵm em vào toilet rồi tắm rửa rồi về các thứ cho em hết luôn. Thì lần đó em rất là ngại, nhưng mà em nghĩ thôi mình cũng vào thế rồi, với đây cũng giống như mà một cái lần thử thách cho mình xem tình cảm của vợ dành cho mình như thế nào. Lúc đó vợ em làm hết cho em. Lúc đó thì em nghĩ mình giống như là bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân vậy thôi. Cho nên cũng cố gắng, cũng mình cũng thương ảnh cho nên mình cũng làm hết sức mình. Càng nói càng thấy thương chị. Không, thực ra là em gặp được vợ em á đúng giống như là gặp thiên thần á, dành riêng cho mình á. Sau cái bữa chăm sóc đó, người đàn ông này chắc chắn là sẽ có một cái gì đó để mà tỏ tình với cô ấy. Em có làm một bài thơ tỏ tình nha, suy nghĩ cả đêm nằm thì viết một bài thơ rất là dài. Còn nhớ không? Dạ, còn có 7-8 khổ đó, quý vị dạ. Cái khổ nào mà nó hay nhất và em thích nhất? Thì em đọc 1-2 khổ đầu đi. Đời anh khuyết tật tha hương, nếu em thiện ý thì thương thật lòng. Anh xin suốt kiếp làm chồng, yêu em chung thủy nguyện không đổi rời. Bằng lòng đi nhé em ơi, về đây dệt mộng, trao lời yêu thương, ta xây hạnh phúc thiên đường, sẽ chia gian khổ, nhịn nhường hy sinh. Khi mà em nhận được cái bài thơ đó thì em như thế nào? Dạ em cũng rất là cảm động và thấy anh này nói cũng chí lý quá, cũng đúng ý mình. Có coi như là có làm một bài thơ để nghe là đáp lại không? Dạ cái bài thơ sau này thì em cũng có viết một bài thơ: tình em biển rộng sông dài, tình anh là cả lâu đài núi cao. Câu thơ yêu quá ngọt ngào, lưu tình ta đến ngàn sao chẳng mờ. Chắc người ta bảo em khờ, quen anh chi gã yêu thơ thật nguyện. Không danh phận chẳng bạc tiền, nhưng em trân trọng mối duyên chúng mình. Yêu anh bằng tấm chân tình thì không quan trọng dáng hình giàu sang. Ngày làm có đến mơ màng, dệt câu thơ hát muôn ngàn lời ca. Thấy tình luôn mãi nở qua, sống đời bình dị nhưng mà vẫn vui. Trời hay quá. Hai người này giống như là trong chuyện cổ tích vậy. Và bây giờ chúng ta bây giờ quay đến cái phần gọi là vui nhộn. Mặc đó dù như là, vậy là mặc dù phải có tật xấu thôi. Đó, đúng rồi. Và em cũng có một chút cái tật xấu cũng vui vui. Đó là thỉnh thoảng cũng hay nhõng nhẽo. Chẳng hạn mỗi ngày buổi sáng lại là đều hôn em. Và em cũng hôn rồi nhưng mà
Có nhiều khi em đang ngồi làm việc ở trên máy á, mà đang tập trung á, là vợ em cứ kê cái má lại là bắt em hôn hoài. Hôn một lần, hôn hai lần, ba lần, năm lần cái. Cứ để hoài đó, hôn hoài bắt làm cho em nổi quạo. Cái thứ hai nữa là có cái tật chìm vợ em đó là làm việc á, nhiều khi á, không có để ý thời gian á. Ví dụ làm một cái việc gì đêm khuya rồi thì mình nghỉ đi, tay đi, mình mai mình làm tiếp. Nhưng mà vợ em không chịu là làm tiếp, tới khuya bắt đầu mới tắm. Mới đi tắm rửa thì bắt đầu ngày mai là bệnh. Bệnh thì em nói thì vợ em lại giận. Là hay giận, dạ. Đúng không? Có một cái nữa là cũng vui vui. Cái gì vợ em cũng làm, cũng siêng hết, mà mỗi có một chuyện là chưa làm được. Tối bữa nào cũng ngủ, vợ cứ nói là anh à, đến mai em phải dậy sớm tập thể dục mới được. Mà cuối cùng ngày mai dậy là làm gì đó, hoặc là lại trễ là không, lại không tập. Điều khúc cứ lặp đi lặp lại hoài luôn, năm này sang năm dạ. khác đúng không? Sao nó giống ai quá. Tại vì giống em luôn. Giống chị. Tại vì vợ em hay ẵm bồng em như thế đó, em cũng lo. Cho nên em có mua cái nẹp cho vợ đeo lưng mỗi khi ẵm này. Rồi cũng mong là vợ tập thể dục thường xuyên đó, để mình giữ cái cơ xương khớp mình nó khỏe. Chồng em lo cho sức khỏe cho em, yeah. Đúng không? Đó, lo cho sức khỏe em. Nhưng mà chính. Tại vì ảnh á, tại vì anh á, tối nhiều khi ngủ cái chân nè, có bị co thắt á anh chị, nó co nó giật, nhiều khi đang ngủ thì nè, cái chân gồng lên đá giật một cái, đụng giật mình á, mà một đêm anh ngủ thì nhiều khi 11, 12 giờ cứ trăn trở hoài không ngủ được, ngứa ngáy rồi đau á, cái mình cũng không ngủ được. Khi ngủ được rồi á thì cứ đụng mình giật mình vậy á, một đêm là mấy lần tới sáng luôn, cho Minh sáng giờ không nổi là phải rồi. Lâu lâu cho đem gồng đá trúng vợ em hoài, có khi đá bùng cái chân. Là mình không biết đúng không em? Dạ không, chị không kiểm soát được. Rồi bây giờ tới em. Dạ bây giờ thì em xin phanh phui tật xấu lại. Thì nói thật ra thì không phải là tật xấu gì anh chị. Nói chung là ảnh giống như là một người đàn ông mẫu mực, con trưởng trong gia đình mà. Cho nên lúc nào cũng em Út hay gì ai là thấy là khuyên, là chỉ bảo cái này cái kia, cái kia làm không đúng ý là la. Mình làm cái gì không đúng là ảnh hay nhắc tới nhắc lui, mà nói dai nó nhiều á. Mình cảm thấy hơi bực. Nhưng mà mình nghĩ lại những cái lời khuyên này, lời nói của anh cũng đúng. Anh nó ngồi xe lăn thì nói chung là anh hay đau á, những lúc cũng anh hay khó chịu, mình cũng chấp nhận được chứ không nghĩ là phải thật xấu. Nhưng mà bình thường là em nằm hay là em ngồi xe lăn? Dạ thì một ngày buổi sáng là em dậy sớm, em tranh thủ ngồi lên máy á, làm việc 1-2 tiếng, đăng bài rồi bán hàng rồi nhận đơn các thứ. Sau đó em 9 giờ thì em đi dạy tới 11 giờ, sau đó về là ăn cơm trưa xong em đi nằm nghỉ và tập một tí. Chị lèo tới khoảng 2-3 giờ là xuống xe là ngồi tới tối luôn, là tối là với ảnh đi nằm. Chỉ có đêm là ngủ được chút thôi, được ảnh nằm nhiều ảnh không chịu được. Có mong muốn thay đổi gì không? À thì em cũng chỉ mong muốn là vợ chịu khó tập thể dục và giữ gìn sức khỏe nhiều hơn để đồng hành với em trong cuộc sống lâu dài. Còn em? Dạ con em thì chỉ mong cho sức khỏe chồng em được khỏe, hai đứa cùng làm việc thì là vui đó, rồi. Đúng rồi, cái đó bây giờ là cái vốn quý nhất của tụi em. Dạ. Sức khỏe là quý nhất, đúng không? Dạ. Hôm nay nhân cơ hội ngày hôm nay thì anh muốn nghe em có cái điều gì muốn nói với vợ mình không? Thì thay lời muốn nói thì em xin hát tặng vợ em mấy câu về bài hát vợ tôi à. Thay lời muốn nói đúng không? Dạ. Tôi thương vợ tôi nghĩa tình trước sau vuông tròn. Tôi thương vợ tôi tinh tình ngày tháng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi không lượt là xa hoa gấm nhung. Tôi thương vợ tôi biết yêu chồng thương con hết lòng. Gian nan ngày đêm sớm chiều nắng mưa dai dầu. Không ham giàu sang không đùa đòi gia lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung manh lít che. Sau bao nhiêu năm dấu vẫn nghèo những tình càng sâu. Tất cả những cái gì mà em nói là đều vợ em có hết luôn á. Chị cảm nhận vậy đó là em có hết luôn á. Anh chị xin chúc hai vợ chồng em sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe. Trong cuộc sống sẽ có những cái may mắn đến. Đúng. Và thậm chí là sẽ có những cái phép màu. Rồi, những phép màu sẽ đến với hai vợ chồng em. May mắn nè, phép màu nè, và sức khỏe sẽ đến với hai vợ chồng em. Và hãy cứ tận hưởng cái cuộc sống này. Tôi là Phạm Khánh Hưng, hôm nay 31 tuổi, thì hiện tại đang công tác ở phòng phát triển đại lý của một hãng xe. Xin giới thiệu đây là vợ của em. Em tên là Phạm Quỳnh Nga, năm nay em 29 tuổi, em sinh ra và lớn lên ở thành phố Huế. Trời ơi, cô gái Huế dễ thương quá à. Hưng nè, khi mà em gặp anh Thuận cũng như là Thuận gặp Hưng, hai bạn có một cái gì đồng cảm với nhau hay chăng? Có chứ, hình như cả hai chúng em đều giống nhau một cái điểm chung, đó là ghét lửa thù treo. Rồi hai bạn sao quen nhau được? Em và anh Hưng thường gặp nhau cùng cái giờ bơi là sau giờ làm việc. Một lần nhìn qua bên nàng bơi nam thì thấy anh Hưng hay nhìn lén qua, nhưng mà anh ở cũng không nói gì hết. Nhưng mà đến một hôm thì anh nói là em bơi sai.
Thì thật ra em nghĩ đó là cái cớ anh kiếm chuyện để anh bắt chuyện anh nói này thôi. Chị nghĩ chắc hồ bơi là đông người đúng không? Dạ. Ở ảnh có cái gì đặc biệt? Thì anh bơi anh về trước á, thì anh đi lên cái cầu thang thì nhìn ảnh rất là vui cả. Còn em thì sao? Thì em cũng nghe mấy đứa bạn để mà tìm bạn gái á, tốt nhất là nên vào hồ bơi. Cô này cũng nhỏ nhắn và dễ thương. Rồi lúc mà trong thời gian mà yêu nhau đi chơi có cái sự cố gì không? Dạ có. Đó có một cái cô cổ đeo một cái vòng thì em rất là ấn tượng cổ cái vòng với lại cái gọi là cái chung cũng có hình cũng tương đối là dễ thương cuốn hút. Thì sau cái ngày hôm đó thì lại là có hẹn với lại Nga mà tính em thì hay quên luôn á. Trí đó dạ, trí là lộn cô này hỏi cô này tại sao lại không có đeo vòng, không đeo vòng. Thì lúc đó thì Nga làm sao? Ba em lại vòng nào, em đâu có mang vòng đâu. Anh cực quả quyết là em có mang vòng. Em nói em không mang vòng. Về bộ hôm đó thì chị cứ nói chuyện chiếc vòng, xong rồi đến khi em đi về em cũng thắc mắc là tại sao anh Hưng anh nghĩ để chiếc vòng vậy thôi. Đúng là bữa đó dạ mới nghe nghĩ lại, ôi nhưng mình lộn là cái cô trước đó. Về mới nhớ ra. Em ngồi em cũng toát mồ hôi, biết về nhà cổ có phát hiện ra. Nhưng mà sao thấy không thấy cổ hỏi gì về đó nữa thôi em. Bỏ qua luôn, coi như là không nhắc lại gì đó nữa. Cũng hên cho em đó nghe. Dạ. Rồi có xảy ra lần nào mà tương tự giống chuyện đó không? Cái ngày Valentine anh, thì anh Hưng đặt điện hoa tặng cho em. 10 giờ trưa thì em ngồi trong văn phòng á, thì có cái anh chàng giao hoa, anh đến anh nói là chị có phải chị Nga không? Có anh Hưng anh tặng chị giỏ hoa. Thì em rất là vui. Em thấy anh Hưng giống như kiểu lãng mạn. Một lúc sau cùng cái anh giao hoa đó, anh tới, anh nói là chị ơi, có anh Hưng tặng chị giỏ hoa. Dễ thưởng. Ôi sao em cứ làm hồi hộp mà dễ thưởng. Tặng được hai bó hoa vậy? Dạ. Khi mà nhận giỏ hoa thứ hai á, thì em hỏi là anh Hưng sao lãng mạn quá, người ta tặng còn giỏ, thì đây mình tặng đến hai giỏ. Thì em lại sao hai giỏ hoa sao mà nó giống nhau? Và lúc đó em mới bắt đầu suy nghĩ. Và em nhảy đến chiếc vòng là anh Hưng anh từng nhầm em là em mang vòng. Thì em mới bắt đầu nghi ngờ anh á. Mình gọi điện thoại cho anh Hưng, em nói là có phải anh đặt hai giỏ hoa không? Thì nói người ta tới lấy lại tặng cho bạn anh kia. Hưng anh nói không, anh chỉ đặt một giỏ thôi. Thì em nghĩ là chắc anh này anh che giấu á. Bắt đầu em ngồi nhìn giỏ hoa mà em lo lắng, nói là người đàn ông bắt cả hai tay. Không có thật lòng. Lúc đó mới bực đó. Thì em thấy tự nhiên mình bị oan, máu nó dâng lên tới mặt luôn. Oan quá, mới gọi điện tới công ty dịch vụ hỏi sao mà làm ăn kỳ vậy, tại sao bạn gái tôi tặng hoa mà lại tặng nhầm lẫn luôn, la vậy mà tôi mất người yêu rồi, mấy anh chị có đền không? Những người ta giải thích cũng mập mờ không có rõ, thì em lại nghĩ là chắc anh Hưng anh kiểu anh bị lồ á, nên anh mới nói người ta bưng bít đó phải không? Dạ. Bưng bít đó. Điện hồ cái kiểu như vậy nên em không có tin. Khoảng 7 giờ anh đó mới gọi cho em, anh nói là có sự nhầm lẫn là khi mà người ta cái bộ phận mà xuất phiếu thì người ta xuất nhầm hai phiếu, nên lúc đó em cảm thấy thoải mái hơn. Giỏi nè, bây giờ hai bạn thấy là trong cuộc sống hiện giờ nè, các bạn có thấy hạnh phúc không? Thì em thấy tụi em rất là hợp. Thì em có những cái tính cách đối lập, em thì hơi đoạn, hơi chậm chạp, còn Nga thì cũng lanh lợi, vô tư, không bao giờ vô tư nghĩa là không nghĩ gì hết. Dạ, em ví dụ như là mình có chọc giận thì nó cũng dạ, không giận. Công ty thì có cung cấp cho em cái sim, thì giờ em không biết là em có cái sim mới, thì em lấy cái sim đó em giả bộ là bộ cũ của Nga, chọc ghẹo tán tỉnh gì đó. Em tò mò em mới nhận hoài ai vậy, anh Hưng mới nói người yêu cũ đây, thì em cũng nhận là em đây nhiều người yêu lắm nên em không biết anh là ai cả. Em rồi sao lúc em nhận được cái tin nhắn em sốc không? Không có chuyện sốc đâu, em quyết tâm em sẽ tiếp tục chọc ghẹo, hẹn gặp tới cà phê cho hai mặt giáp nhau. Rồi có gặp nhau không? Em có đi không? Mỗi lần anh nói rủ đi thì em cũng đồng ý, nhưng mà đến cái buổi hẹn em không có ra. Em có ra đó chờ? Dạ có. Có. Có một lần nữa ra nó chờ nhưng mà cổ không ra. Đó. Vậy thôi, em biết em thấy em nản quá thôi em tự thú luôn. Nhưng mà nè, trong cái chuyện này á, chị thấy một điều vậy nghe, chọc là một chuyện. Dạ. Nhưng mà cố tình thử lòng á là một cái chuyện nhiều hơn đó nghe. Dạ. Chị nghĩ là những cái thử lòng nhau kiểu đó là rất nguy hiểm. Dạ. Mà cũng may là em bận biểu cái gì mà em không tới, chứ em tò mò kiểu đó cũng không tốt đâu đó nha. Dạ. Bây giờ có cái điều gì mà muốn chồng thử sửa đổi không? Sẵn hôm nay là nói hết đi. Anh Hưng giống như ít nổi á, vậy không có thích đi đâu chơi á. Nếu mà đi chơi thì anh chỉ thích đi có mình em à, chứ không có thích đi với bạn bè em hay là đi với công ty của em. Nên em muốn là anh Hưng sau này hòa đồng hơn. Đó là điều muốn của vợ, còn điều muốn của chồng. Nga là một người tương đối là hướng ngoại, bạn bè rất là nhiều. Đi làm về là đi chơi với bạn, đi chơi với đồng nghiệp. Thì nhiều khi cũng không có báo trước, nhắn tin hay là gì đó. Thì nhiều lúc em cũng bực mình thì em cũng có một cái mong muốn là vợ em thì nhiều khi cũng bớt bớt và là
ra ngoài chút xíu cũng dành thời gian cho gia đình. Cái hai cái mong muốn của hai bạn rất là dễ mà nó rất là nhỏ, nó chỉ là một chút xíu lận cận trong cái cuộc sống hôn nhân hiện tại bây giờ, đúng không? Theo như là em á, thay vì giờ em phải kiểm tra bằng cái dùng điện thoại á, thì em chịu khó em hòa nhập với bạn của Nga thì em sẽ biết xem cái đối tượng nào mà em thấy là không nên em về em nói thẳng với vợ em. Còn ngược lại á, chồng mình á có cái tư tưởng hướng nội đó, thực ra chị nói thiệt em nha, sau này nữa khi mà em có nhiều con á, một hai đứa con nữa, em sẽ thấy rằng cái hướng nội của chồng rất là hay đó. Nó sẽ làm cho không khí gia đình mình á ấm cúng hơn và lo toan cho gia đình mình rất là nhiều. Do đó chị thấy rằng mỗi em á 50-50 đi, đúng không? Trộn lại chia đôi là quá hoàn hảo cho cặp này. Dạ. Rất cảm ơn hai em. Xin cảm ơn hai bạn. Dạ. Cảm ơn. Nhìn phong cách của các bạn rất là chuyên nghiệp nha. Chắc chắn là cặp vợ chồng này phải có liên quan gì đó đến showbiz, đến giải trí nè. Bây giờ mình hỏi đi. Nói nghe nè, sao có cái nét của Lam Trường ha? Lam Trường hồi ôi sao chị hay quá vậy? Trẻ hay quá. Em có thấy là tự em có nhận thấy là em giống Lam Trường hồi trẻ không? Dạ. Chắc là em của Lam Trường nè. Cháu thì giống... tôi sẽ xin cháu đi. Rồi cháu là biết là không phải rồi. cháu nghe hồi xưa bắt đầu nghe nhạc của Việt Nam ấy, thì hồi xưa cháu nghe anh Đan Trường, anh Lam Trường đầu tiên mà. Nên là chắc là bị ảnh hưởng thôi ạ, chứ cháu không nghĩ là cháu giống anh Lam Trường hồi xưa đâu. Không nhưng mà cái gương mặt á, cái gương mặt giống lắm. Tại vì là cô làm việc với Lam Trường từ lúc Lam Trường còn trẻ đó, là tụi cô đi diễn chung với nhau ở châu Âu rất giống, dễ sợ giống luôn á. Nãy ra chị hết hồn á. Và cô vợ thì giống một ca sĩ nữa. Bé ca sĩ Thủy Tiên. Oh, ca sĩ Thủy Tiên có giống không? Bé vợ không giống chỗ này thôi. Đó. Giống. Đó. Thôi chắc là hai vợ chồng chắc có liên quan gì đến nghề ca hát đúng không? À, hai vợ chồng của cháu thì là vợ con là diễn viên múa, trước là diễn viên múa. Cháu cũng múa từ nhỏ, còn đâu con là cũng là ca sĩ tự do. Trời ơi, tôi đoán hay quá. Thế con theo dòng nhạc nào? Con theo dòng nhạc nhẹ nhạc trẻ đấy. Hồi xưa con cũng tham gia mấy cái chương trình của truyền hình, cũng là cuộc thi của truyền hình ạ. Giọng Hát Việt ạ. Nhưng mà con có thích chú Lam Trường không? À, anh Lam Trường thì có thích, hồi xưa nghe đầu tiên là nghe anh Lam Trường với em Lam Trường. Ôi. Đó, bị ảnh hưởng rất nhiều từ hai anh. Hai Lam Trường là thần tượng có biết bao nhiêu. Anh hai anh Bo. Thôi bây giờ để cụ thể hơn, mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, đúng rồi. Rồi. Con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Con là Trang, con sinh năm 92. Hiện tại thì con, trước đây thì con làm nghệ thuật. Con đã từng có một thời gian là diễn viên múa và là giảng viên múa của trường Học viện Múa Quốc gia Việt Nam bây giờ ở ngoài Hà Nội. Và hiện tại thì vợ chồng con đang là kinh doanh tự do. Chúng con là kinh doanh về mỹ phẩm và quần áo thời trang ạ. Ủa 92 là năm nay bao nhiêu tuổi ta? Dạ, con để mà tính sang lịch thì chắc là bây giờ bước sang tuổi 31 hay 32. Đấy, 31. Thế mà nhìn quá trẻ luôn, cô nhìn cô tưởng con. Dạ, và hiện tại thì bọn con cũng đã có hai bé rồi ạ. Trời ơi. Quá surprise luôn. Đang suy nghĩ chip thôi mà đi lấy chồng sớm thế không biết đâu đang em lòng. Em cũng nghĩ là cỡ 22 23 thôi. Thiệt. Thật sự luôn. Ôi sướng quá. Con là con còn lớn tuổi hơn Xí Ngầu nữa đó. Dạ. Xí Ngầu nhà cô là 94. Vâng, con 92. Bé lớn nhà con thì bước sang tuổi thứ 8 rồi đấy ạ. Bé thứ 2 thì là 4 tuổi rưỡi ạ. Ôi trời, con chú cũng mới chuẩn bị 8 tuổi. Con nhìn cô chú khen. Thiệt luôn. Để không, con trẻ quá. Kiếm qua bạn chồng có nó nhiều tuổi nữa. Thiệt, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác nè. Con ạ, con thì con sinh năm 90 ạ. Lớn hơn 2 tuổi. Vâng, lớn hơn 2 tuổi. Con thì làm nghề nghiệp là ca sĩ tự do và cùng kinh doanh với vợ con. Con tên gì? Dạ, con tên là Xuân Sơn ạ. Xuân gì? Xuân Sơn ạ. Xuân Sơn. Sao hai đứa này nó trẻ dữ vậy ta? Chồng còn lớn hơn vợ 2 tuổi. Ngày á chồng hát vợ múa. Hai vợ chồng cũng khối hợp nhau. Hay là dùng mỹ phẩm của con mà bị gọi là có không? Trẻ hóa ngược lại đúng không? Rồi, chút nữa giới thiệu cho cô chú cái tên dạ, vâng đó ạ. Để chú về chú xài để cho đúng chú rồi. Giật cái tuổi chú con lại. Con sẽ tặng cô chú cả trường quay luôn ạ. À. Ôi gì hả? Ôi, mỹ hóa quá. Giật cái tuổi của cô lại nghe không? Vâng, vâng cho chú xin nha. Rồi, bây giờ hai đứa. Vâng. Kể cho chú nghe đi, cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Đúng rồi. Để chú đoán nè. Chắc có thể là vào một cái dịp nào đó con làm một cái MV ca nhạc. Thế là con cần một cái nhóm múa minh họa. Chú nói này cho con hiểu không? Vâng. Con cần một nhóm múa minh họa là minh họa cho MV ca nhạc này của con. Thì cái nhóm, trong nhóm đó là có cô bé này. Vâng. Và con thấy Trang xinh quá. Và sau khi hoàn thành MV đó rồi con cua Trang luôn. Đúng không? Tức là ông ấy đoán ông làm thầy bói á con. Đúng không? Đúng không, thầy bói có khác. Ừ, đúng không? Thế thì con nghĩ chúng phải lên chuyển nghề đấy ạ. Ôi trời, chuyển nghề đấy ạ. Bởi vì thực ra là nó không đúng 100% nhưng mà đến 90% đấy ạ. Ủa là sao? Tức là em, hai bạn công nhận là em đã có thể hành nghề thầy bói, bữa nay cấp bằng. Đúng đúng. Ủa là đâu chú không? Từ đó giờ là không bao giờ trúng. Không bao giờ trúng 100% là không, mà chắc là chú có duyên để vợ chồng con. Ủa mà chú đoán trúng không? Trúng. Tao nói là chú đến 90% nha. Trúng đến 90%. Trời ơi. Đâu bây giờ thôi kể cụ thể đi. Bây giờ con sẽ chia sẻ nha. Ừ, con chia sẻ nha. Hay là chồng chia sẻ nhỉ? Thôi hai đứa bánh tù xì đi. Ăn đi. Nói chứ. Quánh đi. 1, 2, 3. Rồi, đứa nào thắng chia sẻ. Về cái tiểu sử của vợ chồng con là như thế này. Chia sẻ mà. Thắng chồng mà. Mời em.
Thì thực ra cái khoảng thời gian mà bọn con quen nhau thì con không biết là mọi người có tin không để mà đi đến cái ngày hôm nay khi mà chúng con từ yêu nhau dẫn đến kết hôn rồi là sinh hai bé và xây dựng gia đình. Thì nói thật sự với mọi người là bọn con quen nhau qua online ạ. Tức là cái khoảng thời gian đó thì là chồng con đang sinh sống và lập nghiệp tại Nam, thì con thì ở ngoài Hà Nội. Thì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà con và chồng con là hai vợ chồng là cùng vừa mới chia tay người yêu cũ. Thì có một ngày con thấy có một cái nick cũng khá là lạ khi mà vào inbox con ở trên Facebook ạ. Thì con vào con không hề thấy có cái sự tương tác nào cả. Thì tự nhiên lại vào inbox là: chào em, anh có một chuyện này muốn nói chuyện với em được không? Thì con trả lời lại, tại vì nó vào trong cái phần tin nhắn chờ, thế nên là con cũng chưa rep lại được luôn lúc đó. Thì là đến khi con vào con trả lời thì con bảo: dạ vâng, em chào anh, có việc gì đấy ạ? Thì chồng con, lúc đấy là con chưa vào Facebook xem, thì để xem là anh ấy nói gì đã. Thì anh ấy nói với con là anh là ca sĩ và hiện tại thì anh đang chuẩn bị ra một cái MV đấy. Con nói đến khúc này là chú đã thấy là coi như là coi như không cần nói nữa, tức là không cần nói nữa là bé này đồng ý rợn da gà luôn đó. Bé đồng ý là bây giờ chỉ vấn đề là như này này, cái MV đó quay ở Sài Gòn hay ở Hà Nội đó. Dạ, thật ra với cô là cái lúc mà anh ấy làm quen với con á, thì anh ấy nói con là anh ấy chuẩn bị ra một cái MV trong cái thời gian tới và anh ấy thấy gương mặt của con là phù hợp với MV của anh ấy. Và anh ấy có ngỏ lời là muốn là mời con làm diễn viên chính trong MV đó. Thì đấy là lúc làm quen thôi ạ. Và đến bây giờ là 9 năm cả yêu cả cưới rồi, con chưa thấy một MV nào hết ạ. À, như vậy là cái 10% đó là em bị sai. Đúng. Tức là em đoán đúng cái ước mơ của bé vợ thôi. Đúng rồi. Nãy giờ tôi đoán sai hả? Con ước là con được biểu diễn trong cái MV đó. Đó, tức là em nghĩ là con, nhưng mà thực ra suy cho cùng là nghĩ đến bây giờ là tức là chỉ lý do để mà chồng con để làm quen với con. Làm quen thôi ạ. Tới bây giờ vẫn chưa có MV nào. Dạ vâng. Chưa có MV nào. Vậy bây giờ mình gom lại là chú đoán sai đó hả? Tức là con bảo chú đoán, nhưng mà chú đoán được ý chính rồi. Tức là có người chỉ tham gia MV, nhưng mà cái đấy nó không xảy ra là sự thật thôi ạ. Tức là em đoán được cái ước mơ của bé vợ, chị đã nói rồi. Rồi bây giờ hỏi chồng nè. Quá. Sao con? Dạ. Sao tự nhiên lúc đó lại con lại có một cái suy nghĩ là con có thể là lẻo lự tới cái mức mà con nói là bây giờ anh quay MV là thế nào? Bởi vì cô chú ạ, hồi đấy là mới chia tay người yêu xong thứ nhất này. Mà mình làm nghệ thuật ấy, nó rất là ảnh hưởng tâm lý. Cô đơn lắm. Thế là tự nhiên một ngày lướt Facebook rất là đẹp, mình không hiểu vì sao sợ có cô bé nào trong nick mình thế này mà sao lại có bạn bè chung mà là bạn bè không biết được, không hiểu là kết bạn từ bao giờ. Thì ra mình nhìn và ấn vào profile xem, ui xinh quá. Hồi mới lớn mà chú. Cái tuổi mới lớn mà. Ui xinh thế mà còn làm nghệ thuật á. Ui điểm chung chết rồi. Phải thử thôi. Phải chỉ còn một con đường là làm MV rồi. Đấy, lúc ấy là nghĩ là mình đang ở trong Sài Gòn mà cô ở ngoài Hà Nội, bây giờ sẽ làm quen kiểu gì bây giờ để gặp nhau mà lại nói chuyện, cái lý do làm sao cho nó hợp lý nhỉ. Chắc mình vừa mình thi xong chương trình đấy, chắc người ta cũng biết đấy. Thôi lấy cớ đấy, như thế nào. Con thi chương trình gì? Giọng hát Việt. Giọng hát Việt. Rồi sao nào? Rồi xong sao nữa? Thì xong thì thực ra là xong rồi cái cuộc hành trình mà để tán ấy nó cũng rất là dài. Thực ra là mình lấy những cái gì nhỉ? Những cái bản năng, những cái mà mình có gì có năng khiếu. Mình sẽ đẩy hết ra, xô hết ra cho người ta. Nó rất là dài, ví dụ như này, kể một cái đơn giản như này thôi ạ. Đầu tiên là con mời đóng MV này, thì cô ấy cũng đồng ý, cũng thích, sớt chắc là cũng biết rồi. Chắc cũng ấy cũng đồng ý nói chuyện qua lại đúng không? Nói chuyện qua lại thì mình là đàn ông mà, thì mình cũng phải này kia. Thực ra là mình ý đồ sẵn là mình tán tỉnh rồi. Sau nhiều lần nói chuyện thì cảm thấy lại càng hợp hơn nữa. Thế cảm thấy mà, như nào người ta nói là cuốn ấy. Cuốn. Nhưng mà cô có hỏi xoáy vào cái nội dung của MV ca nhạc không? Lúc đấy cũng có hỏi, nhưng mình trả lời là hay phải tưởng tượng ra thôi, vấn đề gì đâu. Em yên tâm, anh đang trong quá trình gọi lên kịch bản này kia. Đang chờ. Em yên tâm anh đang nghĩ nào để anh bốc phép cho gọi là có biết mà có biết chứ. Rồi xong rồi á là cái lần đầu tiên á mà con hai đứa gặp nhau á là ở đâu, trong Nam hay ngoài Bắc, hay là bằng cách nào để mà gặp? Sau 2 tuần có nói chuyện, xong đến 3 tuần rồi phải tầm đến tầm 1 tháng bắt đầu con nói là con thích. Con bay ra nói không, con chưa thích đã. Thích đã chưa. Tôi thích ấy. Sau bắt đầu mới nói chuyện theo kiểu xưng hô kiểu khác đi một chút. Nói chuyện theo kiểu nó nhẹ nhàng hơn một chút, anh em nó dịu dàng hơn. Sau lúc đó là lúc chưa gặp ạ, phải đến mấy tháng sau mới. Hai tháng sau ạ. Con vẫn nhớ là cái khoảng thời gian 1 tháng thì tức là nói chuyện với nhau được 2 tuần thì anh ấy nói là anh ấy thích con. Xong tiếp theo là nói đến 1 tháng thì anh ấy nói là tình cảm bắt đầu nó hơi sâu sâu một chút rồi. Chắc là nó có thể gọi là yêu không? Đấy, nói con như thế. 1 tháng đã nói yêu thì mới đầu con chỉ nghĩ đơn giản là tại vì bản thân con là một cái người rất là tình cảm và con luôn thích, tức là người yêu mình là phải ở bên cạnh mình chứ mình không yêu được xa. Thế là con nghĩ là mới đầu thay thôi, mình cứ đồng ý đi. Trước mắt là để giải quyết cái coi là nỗi buồn của mình có người bạn bầu bạn tâm sự cho nó vui đã. Thì con đồng ý bình thường. Thế xong bắt đầu từ cái ngày hôm đó đồng ý thì là bắt đầu hai đứa bắt đầu tìm hiểu nhau kỹ hơn, chia sẻ và tâm sự cả bên hai gia đình kỹ hơn này.
Sau đó là bắt đầu đến khi mà anh ấy có một cái buổi, tức là sao bay ra ngoài Hà Nội diễn cái chương trình bài hát yêu thích ấy ạ. Con vẫn nhớ lần đầu tiên là như thế. Thì là anh ấy bay ra thì anh ấy có hẹn con là ngày này anh ra để anh làm công việc thì anh kết hợp anh sẽ ra để chúng mình gặp nhau luôn. Thì sau khi mà nhận lời yêu sau khoảng 1 tháng, đến tháng thứ 2 là bắt đầu anh ấy bay ra và bọn con gặp nhau từ lúc đó. Rồi. Đấy cô cũng muốn biết cái hôm mà gặp nhau ấy. Đó, trước giờ toàn là gặp nhau. Ờ qua online thôi. Là cái này là FaceTime. Ủa lúc đó FaceTime rồi đúng không? Con đi làm về, tức là con đi hát tại phòng trà về này. Là 11 giờ. Bao giờ cũng bắt đầu ra ngoài sân, bắt đầu là dựng bàn dựng ghế xong rồi mở iPad lên bắt đầu gọi đến nói chuyện 4 giờ sáng mới đi ngủ. Trời hầu như không nào thế. Không nhưng mà cái quan trọng là gặp nhau ở ngoài kìa. Đúng đó. Rồi, ở ngoài đời. Cái giây phút rất là đấy, cái hơi ấm nó tỏa ra này. Ánh mắt thì phát ra những cái tia lửa gọi là này cái nọ các thứ đó. Tụi con nói cái cảm xúc của tụi con lúc đó. Ở ngoài đời nó có ăn ảnh không? Nghĩa là ngoài đời nó có đẹp hơn khi mà mình nhìn qua điện thoại hay không? Đó, và có một điều gì đặc biệt hơn. Hai chồng nói trước đi. Chồng nói trước đâu con nói thử coi lúc con gặp lúc sao? mà tán nhau yêu nhau qua internet ấy, đã là gọi là rực cháy tình yêu lắm rồi. Muốn gặp toán rồi. Không thể chịu được rồi. Xinh quá đúng không? Vâng đấy là muốn thật tận nơi xem mà thực tế thì như thế nào. Rồi khi thực tế thì như thế nào? À thực tế thì quá tuyệt vời chứ ạ. Hơn cả trong hình ảnh và trong video call. Hơn những gì mình nghĩ. Nhau ở sân bay ạ, hôm đấy cũng ra đón. Ra đón con. Dạ vâng. Con ở sân bay. Trong muôn vạn người đó con có nhận ngay ra cổ không? Ừ, ra ngay. Ra ngay đúng không? Ra một phát là thấy ngay đúng không? Khoan cho hỏi cái. Rồi, tại vì ổng là ca sĩ và bên này là diễn viên múa nữa. Còn cái giây phút mà nhào lại quên, nghĩa là chạy tới nó có lãng mạn không? Không, nó đâu có điên. Đông lắm. Không có ai làm như thế. Có không? Nhau nhưng mà không có cảm giác là gọi là chạy ra, tại vì thực ra hồi đấy là cũng hơi trẻ con nên là hơi ngại. Nhìn thấy nhau con thì con ngại, anh ấy thì không ngại nhưng mà con thì con ngại. Nhưng mà con nhìn thì con nhìn ra luôn, và cái ấn tượng đầu tiên về chồng con khi mà con gặp thì trắng quá. Da trắng quá. Da mặt mà trắng và đẹp hơn cả da của đàn bà. Đấy thì con ấn tượng luôn như thế. Nhưng mà con không ôm chầm, tại vì nhưng mà anh ôm con. Vâng thì đi ra một cái là anh ấy ôm. Thế xong rồi là cũng nói qua lại một vài câu có nắm tay nhau xong rồi. Thì lúc cái cảm xúc thế nào? Lúc cảm xúc thế nào? Thì muốn vọt ra ngoài. Nói chung là con thì con cảm thấy là cái lúc mà mình đã nói chuyện với nhau rồi là mình đã có tình cảm rồi. Và đến khi mà được gặp nhau thật ở ngoài đời á thì đúng thật là mình cảm thấy là tất cả mọi thứ đều là thật. Đấy, trước đây là mình chỉ được nhìn qua cái camera thôi. Và bây giờ mình được gặp tận ở ngoài này, xong rồi là ôm rồi tay các kiểu, bây giờ được cảm nhận thì nó cũng khác ạ. Nó khác chứ, là cảm xúc đấy ạ. Khác chứ con run rẩy rồi xong rồi hơi ấm lắm rồi. Con run lắm. Các kiểu đúng không? Rồi tối hôm đó đi xem biểu diễn bài hát tôi yêu nữa đúng không? Bài hát yêu thích ạ. Bài hát yêu thích. Tối hôm đấy đi xem, thế xong rồi tự nhiên ngồi ở dưới. Bình thường thì là anh này anh ấy chỉ hát cho con nghe qua online thôi. Và rất hay quay những cái đoạn clip ngồi đấy vừa đánh đàn vừa hát. Tại tán mà. Nhưng mà hôm đấy thì con ngồi ở dưới, con lại nghe cái bài hát mà anh hát đây. Con ấn tượng nhất là cái bài hát Hà Nội gì nhỉ trong nhỉ? Bài đấy rất là hay và con rất là thích không? Cái bài gì về Hà Nội á? Hà Nội của tôi á. Hà Nội của tôi. Thế là tự nhiên con ngồi dưới con nghe phát con bảo đây rồi. Thế này thì chắc không bỏ được rồi. Đấy, con nghe xong con bảo là cái cảm giác mà nghe kiểu nghe thật ý, bởi vì thực ra con lại là một người làm nghệ thuật, thế nên là con lại rất là thích những cái gì đó nó liên quan đến nghệ thuật thì mình cảm thấy là nó sẽ phù hợp với mình và sẽ có sự đồng cảm và thấu hiểu nhau nhiều hơn. Nghe xong phát là cảm thấy yêu hơn nhiều. Và bây giờ con có muốn nghe lại cái bài đó không? Hát trích đoạn một câu thôi cũng được không? Sương Sơn. Con vẫn thích mà, tại vì từ lâu lắm rồi, là trước đây thì con hay đi nghe chồng con hát lắm, nhưng mà từ khi yêu và lấy về rồi là con bị lười, con không đi nữa. Thôi bây giờ nè, nhân cái cơ hội đến với chương trình này, thôi bây giờ Sương Sơn hát lại một vài câu trong bài hát đó thôi. Đúng rồi, chẳng đi đã. Tái hiện lại. Đúng rồi, bài này cũng khá lâu rồi, chúng ta không lâu, con sợ là con quên. Vài câu thôi. Con hát một cái bài nào mà nó ca ngợi tình yêu đi. Rất là nhiều bài. Con là cái bài nào mà con tâm đắc nhất, con thích nhất ạ? Con nhiều, con thì rất nhiều bài, con đi diễn rất nhiều bài. Bắt đầu. Con xin hát một bài, một đoạn điệp khúc ở trong bài Yêu Là Tha Thứ của nhạc sĩ Olly C. Olly C đó. Bài này con cũng thích. Tình yêu như món quà, khi có nhau đừng quên là từng vui khóc cùng nhau mà, cớ sao ta lại muốn cách xa. Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu lại phía sau, xem ai đã đang kề cạnh ta lúc đau. Tình yêu sao khác thường, đôi lúc ta thật kiên cường. Nhiều người trách mình điên cuồng, cứ lao theo dù không lối ra. Một khi đã yêu, trái tim bằng lòng thứ tha cho quá khứ hai ta từng đi qua. Giống như Lam Trường. Em định nói đó. Giống Lam Trường. Trời ơi. Giống Lam Trường. Giống Lam Trường. Để chú sẽ có ý kiến lên chương trình mà gương mặt thân quen á. Rồi sao mà có làm á, sẽ mời Xuân Sơn tham gia. Thì con chỉ cần mà giả Lam Trường thôi là giống liền. Riêng giả Lam Trường với giả Lam Trường là còn hâm mộ lắm. Sương có sức ngà. Giống liền. Giống lắm. Không, cái cách á. Không, cái cách cơ, cái cách hát, cái feel á. Cái feel của con á, giống chú Lam Trường lắm luôn. Mời chú Lam Trường hát chung với con trong một dự án, bảo đảm thành công liền nha.
Rồi, con như sao? Cái cảm nhận của con khi mà con nghe anh hát cái bài này. Rồi, là ngon rồi. Vẫn như ngày đầu. Vẫn như ngày đầu. Vâng. Đây là của tôi rồi. Luôn. Đúng. Rồi, đêm đó coi xong rồi sao? Đúng rồi, đó đó chị đang muốn hỏi đó. Cái hôm mà coi xong coi xong rồi đi đâu? Có về nhà không hay đi đâu? Cái chương trình đó là cũng kết thúc muộn. Thì hôm đó xong một cái thì là anh có đưa con đi ăn. Và là bọn con có đứng ở ngoài cửa nói chuyện với nhau một tí thôi. Nói chung là đến cái buổi ngày hôm đó xong thì thấy là rất là cuốn rồi. Rất là yêu rồi. Và trong đầu nghĩ là bây giờ làm thế nào nhỉ? Có cái cớ gì để mà ông hiểu lại thêm vài ngày nữa. Tại vì là sau khi mà hát xong thì là tối ngày hôm sau là anh ấy đã bay vào rồi. Đó. Thì nói chung là con cũng rất là mình cảm thấy rằng là mình gặp ai lần đầu tiên và mình đã bị ấn tượng ngay bởi lần đầu rồi. Thì mình cảm thấy là cũng có thể là mình xác định được. Mình xác định mình yêu tử tế được. Nhưng mà rồi sau đó tụi con yêu xa bao lâu? Tụi con yêu xa khoảng tầm hình như tầm 6 tháng. Đó. Cũng là gặp nhau là sau 2 tháng gặp nhau này. Tầm 6 tầm 4 tháng sau con trai. 4 tháng sau là cưới luôn. 4 tháng sau. Không, là con đúng không? 9 là đầu tiên là từ tháng 9 đúng không? 6 tháng 9 10 11 12 là vâng tầm 4 tháng sau ạ. 4 tháng sau. Xa 4 tháng. Thì lúc đó là một đứa bay vào hay là một đứa bay ra? Con quyết định là bay ra. Về Hà Nội là về Hà Nội. Ở vì nhà con quê con ở Hải Phòng. Thế nên là con nghĩ là thôi. Bây giờ yêu như này rồi, cuốn quá rồi thôi, đi về Hà Nội. Đi về Hà Nội. Đi về Hà Nội. Thôi vừa gần tình yêu của mình này, vừa gần bố mẹ mình. Về cũng dễ mà bố mẹ lên thăm cũng dễ. Thôi, về. Rồi cái đợt không bây giờ em không phải nhiều chuyện mà em muốn hỏi thăm cho nó tới luôn. Tức là cái bữa mà ra hát đó là có nghĩa là có ở lại thêm 2 ngày nữa không? Hôm nay có. Con lùi vé. Và cái đêm đó. Và cái đêm đó là có đi riêng với nhau nữa không? Đêm sau chứ. Đêm sau có đi riêng sau chứ? Chỉ đi chơi ạ. Chỉ là chưa có gì chơi thôi, tại vì con nói thật là cái đợt đấy con trẻ con lắm mà, mẹ con thì kinh khủng khiếp. Mẹ con không phải ghê gớm gì nhưng mà mẹ con thì mẹ con giữ con lắm. Rồi bây giờ rồi. Bây giờ đến khi nào mới đi riêng với nhau? Đi riêng với nhau. Đó, và là có, mấy nhỉ? Có lướt qua tất cả mọi thứ rồi đó. Hiểu rồi đó. Tức là nó sâu hơn. Sâu lắm đó. Phá rào đó con, phá rào. Không, hình như là đến khi mà anh ấy quyết định anh ấy đi ra ngoài rồi. Đó. Đi ra Hà Nội. Ra Hải Phòng đó, đúng không? Hà Nội ạ. Hà Nội. Là quyết định vượt rào. Và có sự cố gì không? Không ạ, không rất là mượt. Nhưng mà sau đó thì là có bác sĩ có báo cưới không? Dạ chưa. Bọn con yêu nhau mãi gần 2 năm rồi bọn con mới cưới mà. Mà trong quá trình tụi con yêu nhau là có lần nào mà giận dỗi mà đòi bỏ nhau không? Ui, nhiều ạ. Nhiều lắm ạ. Nhiều nhưng mà có một lần rất là gay gắt. Lý do? Tại vì là anh ấy hẹn con đi ăn buổi tối. Anh ấy hẹn con là 7 rưỡi qua đón con. Nhưng mà hôm đấy đến 8 rưỡi con chẳng thấy anh ấy đâu cả. Xong rồi là con gọi điện cho anh ấy cũng không được. Thế là con nghĩ bảo, ủa sao ấy nhở? Yêu mình mà đi ra hẹn hò với mình mà lại sai hẹn. Bởi vì tính con thì con rất là ghét cái sự chờ đợi. Con làm việc thì con kể ở trong công việc hay là kể con đi chơi con hẹn hò thì con rất là ít khi mà con cao su. Trừ khi là ví dụ mà con có bất kể một cái vấn đề nào đó, sự cố nào đó thì con luôn luôn phải gọi lại cho người ta để mình có lý do. Thế là hôm đấy con, cô chú biết là cái cảm giác mà lúc mà mình mới yêu á, thì mình lúc nào mình cũng chỉ muốn người yêu mình cứ phải nhanh nhanh chóng chóng để mà đến với mình thôi. Thế là hôm đấy là rất là hào hứng, make up, trang điểm, quần áo, váy các kiểu chuẩn bị trước hàng tuần rồi. Bởi vì là cái đợt đấy, cái đợt cãi nhau đấy là cái đợt mà anh ấy cũng, anh ấy chưa ra hẳn Hà Nội. Đó, thế là con dỗi. Hôm đấy là đến, xong rồi đến giải trình hết tất cả mọi thứ con dỗi, còn nói chia tay luôn. Rồi anh sao? Chia tay luôn. Rồi anh có chia tay không? Thì trong lòng con là con chỉ nghĩ là thôi, con nói thì gọi là dọa thôi. Để mà cho biết để lần sau đừng bao giờ lặp lại nữa. Thì anh ấy bắt đầu tuôn ra những cái câu nói làm cho mình xúc động này kia, nhưng mà con nhất quyết là con không, bởi vì tính con từ trước đến nay rất là kiên định. Và con dỗi là kiểu con dỗi là dỗi hẳn một lần cho biết luôn. Thế ra bắt đầu là ngồi nói chuyện một lúc thì bắt đầu anh ấy đi về thì lúc đấy chắc anh nghĩ rằng là con lúc đấy là có thể là do con tức thôi nên là con mới nói chia tay thôi. Thì bắt đầu về là bắt đầu dỗ này kia thì nghĩ là sẽ là xong, bởi vì cái lý do thì nó cũng không phải là quá làm gì nghiêm trọng. Thế đến 12 giờ đêm thì anh ấy nhắn tin, thì lúc đấy con chưa ngủ. Thế anh ấy hỏi con một câu là thế thôi nhé, mình bỏ qua cái câu chuyện này, không dỗ nhau nữa. Bởi vì mình yêu xa đã thiệt thòi rồi. Thì ngày mai sẽ đền bù cho em. Thế là con nói luôn, con vẫn nhất quyết là không, em không chấp nhận. Cứng rắn quá. Vâng, con cứng luôn. Con cứng luôn và con nói luôn là em vẫn lựa chọn quyết định đó chính là chia tay. Và bây giờ mình sẽ chỉ là bạn thôi. Thế là tầm khoảng chưa đầy 10 phút cô chú ạ, đã bấm máy cho con là anh đang đứng ở trước cửa nhà em rồi. Làm gì? Phong đến rồi. Đến rồi, tức là đến để xin lỗi. Và là nếu như mà em mà không tha thứ cho anh thì anh sẽ ở đây đến hết đêm. Và anh chờ đến hết ngày này ngày kia, kể cả là bố mẹ em có ra anh vẫn đứng ở đây. Thế là con bắt đầu con bảo, mà mẹ con ngày xưa thì ghê chứ. Tức là mẹ con giữ con quá, mẹ con tức là luôn luôn nghĩ con là trẻ con ấy. Thế là cứ bảo con là không, chia tay cũng được nhưng mà cho anh xuống anh nói chuyện một lần nữa cho nó rõ ràng. Con bảo không, bây giờ đêm rồi em không xuống được.
em còn con còn nhiều cái con còn nói cơ mà, mẹ em giết em đấy, anh đừng làm khó em, mẹ em giết em đấy. Thế xong bảo thôi cứ đi về đi, nói chuyện gì thì để ngày mai nói. Tiếp theo như nào nhỉ? Ngày hôm sau, sau thì lại con lại sang luôn từ sáng. Tức là đêm đó là con kêu anh về. Vâng, con kêu anh về và con bắt anh ấy phải về. Rồi về. Rồi ngày hôm sau. Đêm hôm đấy như nào? Về thì cảm xúc như nào? Thì buồn chứ, buồn gọi là buồn thối ruột luôn. Rồi sao nữa? Qua ngày sáng, sao? Nghĩa là đến sáng con nghĩ là con ngủ được trong tầm 1 2 tiếng rồi đấy, đến tầm thiếp đi tí rồi đến sáng rồi tầm 7 sáng con đã sang đấy rồi. Ừ. Qua đứng nữa, đứng để để chờ đấy giờ mà ăn sáng dậy là chắc chắn sẽ phải xuống rồi. Mà có sư có vô nhà không? Không, đứng ở cửa. Cái đợt đó là con vẫn đang đi học ạ. Thế nên là ông này ông ấy biết cái giờ giấc học của con buổi sáng. Thế là ông ấy qua buổi sáng rồi là ông ấy qua ông ấy lại nhắn tin cho con là thôi để anh đưa em đi ăn sáng thì thôi bây giờ mình chia tay thì mình vẫn là bạn thì anh lại đưa em đi đến trường. Thì vẫn đưa đi đến trường bình thường. Rồi sao? Xong rồi là bây giờ vợ thể kể tiếp nhá. Thế xong rồi là đến chiều khi con đi học về đón con về rồi thì anh ấy bắt đầu anh ấy nói là anh với em ra đây nói chuyện với nhau một tí thì hai vợ chồng mới đi ra, con với anh ấy mới đi ra một cái quán cà phê. Thì là anh ấy nói là thôi cho anh xin lỗi. Anh nghĩ là đến ngày hôm nay em nguôi nguôi rồi thì cho anh xin lỗi và anh sẽ hứa là sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng mà con vẫn cương quyết là không. Cứng quá. Cứng luôn, bởi vì cứng luôn một lần cho biết. Vừa mới nói chia tay hôm qua mà đến hôm nay lại đồng ý. Bỏ qua thì lại không được. Thế xong ông này bắt đầu, mình thấy ông ấy ngồi mặt đần thộn ra. Xong rồi bắt đầu lại thấy khóe mắt lại cay cay chứ. Kiểu hơi bắt đầu rớm rớm rồi, đang rớm rớm rồi. Tại vì con cứng lắm. Thế xong rồi bảo với con là thôi được rồi, bây giờ em muốn chia tay cũng được, nhưng mà em có thể cho anh một cơ hội để anh sửa sai. Tức là anh muốn đưa em đi chơi ngày hôm nay thật trọn vẹn và xong rồi đó thì là chúng mình có thể chia tay nhau cũng được, anh chấp nhận là chúng mình là bạn. Thì con nghĩ thôi một hồi sau thì con nhìn thấy mặt cũng tội tội, tại vì thực ra là ông ấy biết tính con, là tính con rất hay là kiểu bị xúc động. Tức là mình rất là dễ yếu lòng. Bất kể một cái câu chuyện nào đó cứ đánh vào tâm lý của mình thôi là mình có thể mình nhũn xuống ngay được. Động lòng. Vâng, động lòng luôn. Thế là con đồng ý đi chơi, thì tối hôm đấy đi chơi thì cũng cho con khá là nhiều bất ngờ. Đưa con đi thì dắt đến một cái bàn gọi là trải đầy hoa hồng ra. Xong rồi có một cái bánh. Thế xong rồi là đi đưa con vào ăn uống. Nói chung là xong rồi lại tặng hoa cho con nữa. Và rất là bất ngờ. Xong rồi tiếng nhạc thì du dương. Thì tự nhiên mình lại cảm thấy rung động quá trời. Thế xong rồi bắt đầu làm tự nhiên thế nào lại quên hết đi tất cả những cái chuyện ngày hôm qua. Thế xong rồi, thế đến cuối ăn xong rồi đi xem phim. Đi xem phim xong rồi lại đi lượn lờ. Và cuối cùng là anh ấy đỗ lại ở Hồ Tây. Và anh ấy có ngồi nói chuyện với con. Anh bảo là thôi tha thứ cho anh. Anh biết là anh sai rồi và sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Thế là thôi tự nhiên con lại ôm chầm anh ấy luôn. Coi như là coi như là chia tay nhau đến tận chia tay nhau đến tận một ngày nhỉ. Dạ, vâng. Đấy, 24 tiếng đấy cô. Đấy, thì tận một ngày mà lại. Nhưng mà sao mà con sắp xếp hay vậy ta? Kỳ công luôn á. Vâng, thì lúc đấy là sức mạnh của tình yêu thôi, bởi vì hồi đấy là chả yêu ai ngoài cô ấy cả. Đặt hết niềm tin vào đấy rồi thôi thì con lại bị nặng tình nữa. Thôi thì làm hết tất cả để được quay lại. Sợ là vì sợ, trong lòng sợ chứ là sợ lắm. Cái lần chia tay đó là dài nhất ra con. Thì đến tận một ngày mà lại khổ quá. Thực ra là có những cái ngày mà đấy là chia tay được mới yêu đấy ạ. Còn đến khi lấy nhau về rồi thì chắc là không có lần chia tay nào. Chắc là dài nhất đấy ạ. Thực ra là con vợ chồng dài nhất là 24 tiếng đấy. Vâng, bọn con khó chứ, bọn con ít khi nói lời chia tay lắm, bởi vì là thực ra là anh ấy yêu con thì ít khi anh ấy có lỗi lắm, nên là chắc cái lần chia tay đấy là lần ấn tượng nhất. 12 giờ ông chạy qua bên con mà tối hôm đó có nghĩa là chưa tới 24 tiếng. Thôi cứ cho như là 24 đi, em phân tích chi cho nó mệt vậy. 24 tiếng. Rồi bây giờ hai đứa quen nhau như vậy là bao nhiêu lâu thì tụi con làm đám cưới? Khoảng tầm gần 2 năm ạ, gần 2 năm. Vâng. Suôn sẻ hết gia đình hai bên chắc là coi như là không có ai có ý kiến gì, bởi vì tụi con quá xứng đào xứng két. Nam thanh nữ tú đúng không? Đó không rồi là không có gì lắm á, không bị gia đình phản đối gì đâu ạ. Kể cả từ khi mới yêu cho đến khi mà lấy á. Thế cái đứa bé mà 8 tuổi đó thì là nó ra đời là tức là nó hình thành là trước hay là sau khi làm đám cưới? Sau khi làm đám cưới chứ ạ. Sau khi làm đám cưới xong là có bầu liền. Có bầu liền. À không. Con có bầu trước khi cưới ạ. Là vâng, thì con có bầu trước khi cưới thì sau khoảng 3 tháng thì bọn con mới bắt đầu lấy nhau. Thế thì cái lúc mà con phát hiện là con có bầu con sợ không? Cả hai đứa như thế nào? Sợ ạ. Thực ra là cái khoảng thời gian mà con có bầu ấy thì là hai bên gia đình chúng con đã cho bọn con đi qua lại với nhau rồi. Và cũng đã nói xin hai bên gia đình, thì hai bên gia đình cũng đã đồng ý cho bọn con là tại vì cái thời điểm đấy là con đang học nốt cái bằng đại học ở bên Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, con học cái bằng huấn luyện múa để ra trở thành giáo viên ấy ạ. Thì con chỉ còn khoảng tầm 6 tháng nữa là con tốt nghiệp. Thì mẹ con cũng nói là bây giờ con cứ học xong đi đã, học xong thì là mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa cưới. Thì lúc đó là còn khoảng 4 tháng là con tốt nghiệp thì con phát hiện là mình có bầu. Và nó lại là một cái sự cố ngoài ý muốn luôn ấy ạ. Tức là phòng tránh rồi mà nó vẫn dính được. Và khi mà bọn con đi lại với hai bên gia đình như thế thì hai bên gia đình cũng không cấm cản gì cả. Vì cũng đã xác định luôn là đúng con rồi. Chỉ cần chờ con học xong thôi. Có nghĩa là cái đứa đó là nó phải là con của tụi con. Dạ vâng, tức là con không có cái chủ đích là để mà cưới luôn. Mà cái đấy nó cũng là rất là
như kiểu cái duyên đến ông trời cho thì mình phải đón nhận nhá. Thì con vẫn còn nhớ là lúc đấy con còn không biết là con có bầu đâu. Bởi vì con vẫn nhớ là cái khoảng thời gian khi mà con bắt đầu, cái khoảng thời gian mà con dính rồi ấy, là con còn vẫn còn thi, mà cô chú ơi con là con theo chuyên ngành múa ba lê, đi mũi cứng này, rồi là nhảy những cái kiểu trên sàn quay nhảy vẫn còn như rất là bình thường. Và đến khi đi khám bác sĩ còn bảo rồi đấy, cái đứa đấy là cái duyên nó phải đến đấy, chứ quay nhảy như thế thời gian đầu là rất là nguy hiểm. Mà may thế nào vẫn ok, là duyên á. Nhưng mà là đứa bé trai bé gái đầu. Bé gái. Mà lúc tụi con sanh nó ra tụi con làm ăn được đúng không? Dạ vâng, nói chung là cũng hợp cô chú ạ. Sanh nó ra cái là bắt đầu mình mọi thứ mình hanh thông các thứ là đúng là bắt buộc cái số nó phải làm con đúng rồi này. Có nghĩa là công việc của con phải là hoạt động liên tục mà với những cái thế rất là khó như vậy mà vẫn còn bám. Tức là kiểu tức là cái thời điểm đấy cô chú biết là làm cái nghề diễn viên múa thì rất là vất vả. Và cái thời điểm mà con thi thì con lại còn phải ngày nào con cũng phải lên để con chạy bài và nhảy quần quật trong vòng 60 phút đến 90 phút cơ. Mình vừa múa mình vừa nhảy xong rồi mình còn đi mũi cứng. Tóm lại là mình vận động nó rất là nặng. Mà như bình thường thời gian đầu là đến những cái người phụ nữ mà dù người ta xách nặng hoặc người ta làm những cái công việc nặng ấy, người ta còn phải kiêng. Đúng rồi. Đây mình lại vận động kiểu gục gục gục. Thật ra là mình không biết. Nhưng mà cái lúc mà con biết con mang thai như vậy á thì thật sự là con có sợ không? Con sợ. Và con có cái suy nghĩ tiêu cực gì với nó? Con có, con sợ lắm. Con lúc đấy nói thật với cô chú là khi mà con phát hiện ra ấy thì con run lắm, bởi vì là con biết tính mẹ con. Mẹ con thì rất là nghiêm khắc, chiều con thì rất là chiều nhưng mà mẹ con rất là nghiêm khắc. Và con sợ rằng là con bị ảnh hưởng đến việc học. Tự nhiên mình đang học xong thì mình lại bị bảo lưu thì nó rất là khổ, nó rất là khó ấy. Thế xong rồi là con đã nghĩ trong đầu, con nói chuyện với các anh Sơn, con bảo là thôi, hay là bây giờ em nghĩ là anh đưa em đi bỏ đi. Tại vì là bây giờ thứ nhất là em chưa học xong. Thì em cũng lo ảnh hưởng đến việc học, bởi vì mình học trong vòng 3 năm mà tự nhiên bây giờ mình lại bảo lưu. Xong mình lại mất thêm thời gian mà không đảm bảo được cái chất lượng. Rồi sao, chồng con có... Nhưng mà đúng cái không? lúc mà con nghe biết vợ con có bầu, con cũng có cảm xúc giống vợ không, hay là con lo chứ? Thì lúc đấy nhưng mà con có ý nghĩ giống như vợ không? Lúc đấy thì con nghĩ đầu tiên cũng lo sợ, xong cuối cùng là mình là đàn ông mình phải quyết tâm và đi về nói chuyện với mẹ vợ. Và sau khi nói chuyện thì mẹ phản ứng không? Ôi rồi một trận té tua luôn ấy. Lôi đình luôn ấy. Mắng hai vợ chồng luôn, mắng luôn. Ôi con sợ quá, con không dám về. Con đi học thì ông này ông bảo là thôi để anh về anh thưa chuyện với mẹ. Mẹ có đánh mẹ có chửi anh chịu hết. Anh nhận hết lỗi về mình. Mới đầu còn bảo là không biết là bây giờ xong rồi hai đứa còn ngồi với nhau là không biết bây giờ về thưa chuyện với mẹ như thế nào. Thế bây giờ chồng kể tiếp đi. Xong lúc đấy là con lúc đấy là vợ con không có nhà. Lúc đấy vợ đi học. Con đến con bảo là mẹ ơi, con có chuyện muốn nói với mẹ. thì lúc đấy là chắc là mẹ cũng đang phán đoán rồi và bình thường làm gì có chuyện gì. Tuy nhiên hôm nay là thấy quan trọng hóa vấn đề thì mẹ con muốn nói chuyện với mẹ. Thế bắt đầu có chuyện gì nói đi. Con Trang là có bầu rồi mẹ. Úi dồi ôi. Tụi mày làm cái gì đấy? Sao lại thế? Nó đang học cơ mà. Mày này tụi kia chết à? Mày giết tao à? Ghê lắm. Nhưng mà mẹ có bắt bỏ không? Hay là mẹ có cô dọa bắt bỏ. Chồng con kể lại là lúc mà nói ra một phát ấy, ôi dồi ôi, tại sao lại như thế này? Tao đã nói chúng mày như thế nào rồi? Tao đồng ý cho cưới nhưng mà tại sao lại chưa học xong mà tại sao lại bị dính như thế này? Sao chúng mày ngu thế? Chúng mày không biết bảo vệ cho nhau à? Các kiểu nói chung là nói một thôi một hồi. Xong rồi mẹ con gào ầm lên, mẹ con bảo là hỏi con Trang về đây, tao phải dắt nó đi bỏ ngay. Đấy, tức là dọa như thế ạ. Rồi cuối cùng thì sao nào? Cuối cùng là tại sao lại quyết định giữ lại? À không phải ạ, tức là bà ấy thì rất là yêu thương con cháu. Bà thì nói như thế thôi, nhưng mà đến chiều hôm đấy con về thì là cái bác hàng xóm bán nước ấy ạ, bác ấy biết chuyện, bác bảo thôi Trang ơi đừng lo, mẹ đang chạy sang bên chùa để xem ngày cưới cho chúng mày rồi. Tức là sáng thì nói là bắt con đi bỏ nhưng mà chỉ là vì tức và chắc là muốn dằn mặt ông này thôi. Thế xong rồi chiều là đi sang bên chùa để xem thầy chùa ngày giờ lễ cưới luôn cho chúng nhìn con. Nhìn đôi mắt rướm rướm đó. Dạ vâng. Đấy thế là đồng ý ạ. Vâng đồng ý thì rồi thôi bây giờ mình chuyển sang cái phần kia đi chị ạ. Đi chương 2. Tới cái phần hấp dẫn nhất đó. Sau khi lấy nhau về rồi thì sao này? Hai mặt con rồi. Thì nói chung là có những cái tật xấu nào không nè? Cái phần này con xem rồi đúng không? Dạ vâng, con xem tật xấu rồi. Sao có tật thôi, xấu? Thôi bây giờ cho chồng con nói trước đi. Nếu mà nói về tật xấu của vợ con thì thực ra cũng không nhiều lắm đâu, bởi vì là con quen rồi. Con quen cái tật xấu rồi. Vợ con thì hay kiểu giận dỗi vu vơ, nhưng mà không phải vu vơ bình thường đâu. Vu vơ cháu kiểu cấp độ, kiểu là cấp độ giật cấp 7, cấp 8. Vu vơ nó kiểu là mình còn không nghĩ ra được cái vu vơ đấy là thật nữa. Ví dụ như kiểu là đến bữa ăn cơm thì cô giúp việc dọn hết cơm rồi. Vợ con đi làm về mệt thì nằm trong phòng, thì con nghĩ là thôi mệt thì cứ để nằm trong phòng, mình nghĩ mình thương thôi để nằm trong phòng một tí ra ăn sau. Thì cũng bảo con gái là con ơi con vào con bảo mẹ con dậy ăn cơm đi, cứ nói một câu để cho nó có mời lời mời này kia. Thì con vào con bảo mẹ đi ra ăn cơm đi, xong rồi con gái con vào hỏi mẹ ra ăn cơm thì vợ con nói là thôi mẹ hơi mệt tí mẹ ăn sau. Thì con nghĩ rất con không nghĩ gì cả, con nghĩ rất bình thường, thôi mệt thì nghĩ trong đầu thôi mệt, thế con ơi con ra đi để mẹ đang mệt tí ăn cơm sau. Thì mấy bữa con ăn cơm trước, xong rồi tí con vào con
bảo là thôi bây giờ đỡ mệt chưa ra ăn cơm. Không thấy nói gì. Im lặng. Ngủ. Im lặng là rất sợ con đoán à? Chết rồi. Cái gì đấy? Có biến, có biến. Làm sao đấy? Không, vẫn không nói gì. Giận luôn. Ôi sao? Đấy, con bảo cái sao này sai nhỉ? Cái gì nhỉ? Mình làm cái gì nhỉ? Lúc ấy mình nghĩ à? Mình làm cái gì nhỉ? Mình cũng nói chuyện xong mình cũng bảo con mình vào hỏi han ra ăn cơm cũng quan tâm rồi mà. Khi mệt đó là phải chồng vào. Đúng rồi, đấy, rồi chồng ơi. Vào. Cô nói không sai một tí nào đấy chưa? Anh thấy chưa? Tâm lý của phụ nữ phát cô đọc ra ngay. Đúng không ạ? Mình phải vào chứ tại sao lại bảo con? Con làm sao mà mình được? Mình chỉ cần vào mình hỏi tiếng thôi là em ơi em mệt à. Thôi thì đôi khi thì nhờ con một tí cũng được. Tức là chồng con nghĩ là cái lúc đấy là đã chồng... là vợ chồng rồi thì có những cái nó không cần phải kỹ quá như cái thời mà mới yêu. Nhưng mà vẫn giỏi đúng không? Con phải rồi. Tức là tính là hay dỗi rồi, một cái gì hay giỏi. Cái gì nữa? À đi ngủ mà quên không hôm. Là hôm sau dậy bị giận luôn. Là vẫn thế trong cái trường phái đấy là vẫn hay dỗi đấy, là vẫn là cái tật đấy rồi. Trước khi đi làm mà không hôn thì cũng là có bị là dỗi luôn, đại khái là như thế. Mà đi đường chẳng may đi vào chỗ sóc cũng dỗi, dỗi luôn. Tức là thì không biết trước được cái đây là cái hố mà chẳng may cái bụp phát vào phát. Anh cứ đi cái kiểu gì ấy nhỉ? Thế mà không biết nhìn nữa, cứ đi vào đâu. Rồi còn chuyện gì nữa? Khổ. Đấy, vợ con chỉ mỗi cái tật xấu, mỗi cái tật đấy thôi. Nhưng mà có dễ nguôi không? Có dễ hết dỗi không? Dễ. Có nghĩa là cũng dễ dỗi nhưng mà có những lần thì phải một ngày mới hết rồi. Khổ thế. Kinh khủng lắm. Lòng quá vậy. Có những cái lần đập phá đồ. Ồ, vâng. Sau cái lần đập phá đồ là con bị điên. Là do lý do gì? Con bị lên cơn điên lắm. Đâu, cái lần đập phá đồ. Đập phá đồ là... Cái lần gần đây nhất đi. Cái lần mà không dỗi, không vào hỏi han vợ là có mệt không, xong rồi có ăn uống gì không ấy. Dỗi nhiều quá quên luôn rồi. Vâng, thì dỗi nhiều quá rồi thì không đến được. Có nghĩa là không vào là tức đập phá luôn. Nói chung á là cái tật đó là cái tật không gọi là không được tốt lắm. Thế còn có mong muốn vợ con giảm thiểu không, nhưng mà cô ơi, cái tầng, gọi là cái level đó xuống không? Con xin chia sẻ một chút ạ. Tại vì là thực ra ở đây con cũng muốn chia sẻ luôn, không mọi người lại hiểu lầm con, mọi người lại tưởng con ghê gớm quá. Thực ra là đến ngày hôm nay thì con cũng chia sẻ thật, tức là sau khi mà con sinh bé thứ hai xong được khoảng 3 tháng thì con bắt đầu con bị mắc cái chứng trầm cảm và rối loạn lo âu ạ. Tức là cái tâm lý của con nó rất là hay bị bất ổn định và con là rất hay bị cáu, rất hay bị buồn, rất hay bị, tức là lúc vui thì vui quá, lúc buồn thì buồn quá. Tức là con bị xuất phát điểm là vì là con có cái bệnh nó về tâm lý như thế. Thế nên là cái việc mà con luôn luôn muốn chồng con phải quan tâm đến con nhiều hơn là có lý do đó. Vâng, đó. tức là có lý do chứ không, ví dụ nhá, con chỉ ví dụ là với một người khi mà người ta có một cái chuyện gì đó thì người ta vượt qua nó rất là nhanh và người ta coi nó là rất là bình thường. Nhưng với con thì đôi khi con cảm thấy rằng là mình hơi bị tiêu cực. Tức là cùng một câu chuyện thì mình hay bị làm quá lên. Nhưng mà cái đấy thì con nghĩ rằng là nó bị ảnh hưởng do một phần là do cái bệnh của con. Chứ còn trước đây thì con không bị như thế. Đấy, con xin phép con chia sẻ và giải thích một chút. Hiểu rồi. Thế là cái đó là mấy năm nay rồi? Bé thứ nhì là mấy tuổi rồi con? Bé thứ 4 tuổi rưỡi ạ. Tức là con bị tầm khoảng gần 4 năm nay. Hơn 4 năm một chút. Nhưng mà bây giờ thì sao? Có cải thiện được không? Dạ bây giờ thì con cũng khỏi được cỡ khoảng 95% rồi ạ. Bây giờ con nói với chồng con đi, cái cách mà cải thiện mà nhanh nhất để cho mau hết giỏi đó là cách nào? Cách nào nhỉ? Con thì con thực ra là cái cuộc sống của vợ chồng con đến thời điểm hiện tại thì con cảm thấy là con bằng lòng. Con rất là bằng lòng rồi. Công việc thì cũng ổn định, thỉnh thoảng thì có một chút sự cố, nhưng mà vợ chồng con thì lấy nhau xong là hai vợ chồng cùng nhau làm, cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng và cùng nhau gây dựng gia đình. Và đến bây giờ thì con cũng rất là bằng lòng với cuộc sống hiện tại rồi, thì con chỉ luôn mong muốn là chồng con luôn yêu thương con thôi. Yêu thương và bảo vệ. Nhưng mà nãy giờ là chưa khui tật xấu của chồng. Đó thì bây giờ sẵn vậy là con nói cái tật xấu của chồng đi rồi con mong muốn chồng thay đổi luôn. Đó. Cho con nghĩ một chút nhá, tại vì con đang thì chồng con không có gì từ xấu. Từ lúc nãy đến giờ con đã nghĩ trong đầu là mình phải chuẩn bị cái tật xấu gì rồi, nhưng mà con nghĩ đi, bây giờ cô hỏi chồng là chồng có muốn vợ con thay đổi điều gì không? Con thì thực ra đối với con quá quen với cái tính của vợ con này, quen rồi. Thực ra là lắm lúc là mình không kiềm chế được cảm xúc, mình cũng có cãi qua cãi lại, bởi vì sao? Lắm lúc áp lực công việc này kia thì mình lắm lúc mình bị vô lý quá thì mình phải tức, mình phải nói lại một tí. Lắm lúc là nhịn xong cầm cốc rượu ra ngoài hiên uống mình. Buồn hoặc chán cũng làm gì mà sao lại vô lý thế. Cuối cùng đến nửa tiếng sau, tầm mấy chục sau lại nghĩ bảo thôi, vợ là bệnh tâm lý không thoải mái, tâm lý không ổn định thôi. Mình cũng là thôi vì các con này kia, bây giờ mình mà còn cãi nhau lại nữa thì tan hoang. Cái đó là cái mà con tự nhịn, nhưng mà bây giờ cái mong muốn của con kìa, con có muốn vợ con thay đổi cái điều đó không? Chắc chắn là con mong muốn vợ con đó thay đổi. Đó thì giờ con nói đi. Nói đi. Đó. Con nói với vợ con đi. Anh mong em giảm bớt đi khoảng 2 level. Em giảm rồi mà. Thôi giờ mà em giảm rồi, bây giờ anh muốn giảm nữa hả? Anh giảm thôi, giảm thế được rồi thôi. Từng giảm nữa xong chương trình này về giảm tiếp. Rồi bây giờ giảm nữa chứ. Bây giờ tới con đó. Nhà chồng có tật xấu gì nè? Chồng con thì yêu vợ, chiều con này, không cờ bạc, không trai gái, không tệ nạn. Tật xấu gì nhỉ? Có một cái này mà con rất là ghét và rất hay cãi nhau về cái vấn đề đó. Tức
là mỗi một lần mà có chuyện hay là con cãi nhau một phát là ông im lặng luôn. Ông chặn con tất cả các nền tảng luôn. Chặn Facebook. Chặn hết tất cả mọi thứ. Tức là cái tính của con, tức là lúc mà con điên lên á là con phải nhắn tin, rồi là con nói này nói kia, tức là con phải xả ra được hết. Thì ông ấy không đọc. Ông ấy xóa luôn tin nhắn. Dài lắm. Ông ấy chặn luôn con. Con nhắn ở Zalo thì chặn Zalo, xong con nhảy sang Facebook thì chặn tiếp Facebook. Tinh là, cái này. Nào cái tinh tinh cái. Là chú hiểu rồi. Cái này bắt đầu. Ôi giời ơi, cái này vào đọc chắc là dài lắm cái này. Có nghĩa là trước đây là con đã từng nhận được rất là nhiều những tâm thơ dài. Con biết trước trong đấy biết gì rồi. Thế con gạt. Thế là quả quen luôn. Bởi vì là mắt không thấy thì tim không đau. Cách tốt nhất là chúng ta không đau là đừng nhìn và đừng đọc. Đừng nhìn. Vâng. Nhưng mà đấy lại là một điểm xấu với con. Im lặng không được mà bắt đầu nói lại không được. Con không thích im lặng. Mặc dù con biết là có nói lại thì nó cũng sẽ cãi nhau to hơn thôi, nhưng mà tự nhiên thế nào con cảm giác như kiểu là những cái gì mình nói không có người nghe ấy. Thế nên là con lại cấp độ con lại càng điên lên. Nhưng mà trước cũng đã thử nói lại rồi nhưng không được. Mỗi lần mà huề lại với nhau á, rồi mở chặn á. Dạ. Thấy nó kỳ kỳ đúng không? Ừ, làm lúc bình thường mà vẫn chặn. Người nào chủ động mở chặn, con mở chặn hay là anh tự động anh mở? Có lần thì con, có lần thì anh. Nhưng mà vậy sao vậy, giờ con muốn chồng con thay đổi điều gì? Đừng chặn. Thực ra là thay đổi thì con không muốn chồng, không cần phải chồng con thay đổi đâu ạ. Tại vì thực ra là con, tại vì bản thân con hiểu được rằng là những cái lần cãi nhau đó á, thì nó đều xuất phát từ cái việc, tức là con bị quan trọng hóa cái vấn đề đấy lên thôi. Tức là từ do mình hiểu được, là mình nhìn nhận vấn đề là nếu như mà lúc đó mà mình bình tĩnh hơn một chút, mình nhìn cái vấn đề nó tích cực hơn một chút thì có lẽ là sẽ không xảy ra những cái lần cãi vã và xung đột như thế. Con chẳng cần chồng con phải thay đổi, bởi vì từ bao nhiêu năm nay là kể cả là sau những cái lần cãi nhau đó thì chồng con vẫn, kể cả có đúng thì vẫn thành sai thôi, nên là con không cần phải thay đổi gì cả. Bởi vì mình nói thì cho nó mệt. Đúng không con? Thôi kệ, mình cứ nhận mình sai đi. Thế là chú hãy vào hùa với anh ý rồi đấy. Con vẫn ok hết. Anh ý về anh lại sai được. Tiếp. Okay. Không, con biết sao? Thực ra cái tình trạng của vợ chồng con như vậy á, cô nghĩ là cũng không hay đâu. Tại vì nếu tiếp tục như thế này á, là tại vì con phải nhớ không, ở ngay cả cái trái đất này cũng không vĩnh cửu mà. Dạ, cho nên không có cái gì là vĩnh cửu hết á. Dạ vâng. Đó. Và con nói sao ta, giống như là đối phương á, khi, tại vì bản thân khi con làm, con đã tự hỏi rồi, con tự trả lời luôn rồi. Dạ vâng. Con đã biết lý do tại sao lại như vậy rồi. Vâng, con hiểu mà, con hiểu. Đúng không? Dạ vâng. Thì thành ra là như vậy thì cô nghĩ là con cũng sẽ hiểu được cái cảm xúc của cái người đó. Đúng ạ. Đó, thì con có khi nào con nghĩ là chồng con sẽ chịu đựng cái chuyện này được trong bao lâu nữa, thời gian bao lâu nữa? Thực ra là con có nghĩ, tức là cái khoảng thời gian đó ấy thì nó đã đổ về cái lúc mà con, tức là nó sẽ chỉ xảy ra cái khoảng thời gian mà con bị bệnh nặng nhất. Đó, tức là con bị nặng nhất thôi. Còn khi mà con bắt đầu con ổn ổn rồi thì là con tiết chế được. Và con biết được rằng là mỗi một lần mà mình có một cái vấn đề gì đó xảy ra thì con biết để con tự tiết chế, và nó sẽ không bị lặp đi lặp lại cái vấn đề đó nữa. Đến thời điểm hiện tại thì cũng khá là, thì đó thì cô nghĩ là khi mà con đã ngộ ra cái điều đó rồi, có nghĩa là con hết bệnh rồi đó. Dạ vâng. Và khi mà con đã hết bệnh rồi á thì mình sẽ không lấy cái cớ là mình bị bệnh để mà mình tạo cho cái không khí nó tương tự như vậy nữa. Vâng. Thì theo cô á, thì khi bắt đầu từ hôm nay đi, con lấy cái mốc là từ hôm nay đi, thì con sẽ bắt đầu con bớt đi những cái giận dỗi không đáng có. Vì nói gì nói chứ mình cũng là bà mẹ ba con rồi. Vâng. Đúng không? Và hai con và công việc của đứa nào thì cũng sẽ áp lực giống như nhau thôi. Đúng. Và chồng con á, nếu như con bớt cái giận dỗi đó đi á thì chồng con, cô nghĩ là sẽ có những cái thay đổi theo cái điều đó. Dạ đúng ạ. Chẳng hạn như cô nói, chẳng hạn như cái chuyện mà con không đọc á thì cũng đúng là thực sự nếu mà cũng tổn thương đó, chứ không phải là không. Cái người, tại vì con phải hiểu là khi mà vợ con viết ra nội mà mình ngồi mình viết thôi đó là đã mệt rồi, lại còn phải ghi, tức là truyền vào cái nội dung của những câu chữ đó là nó còn mệt hơn nữa. Và khi mà mình đã làm được cái điều đó rồi, mình chỉ mong là cái đối tượng mà mình muốn gửi gắm đến á, họ phải hiểu tại sao mình như thế này, tại sao mình phải viết những cái điều như thế này. Thì có thể là con có nói là con hiểu được cái điều vợ con viết là cái gì rồi, nhưng mà chưa chắc phải là như vậy. Bởi vì mỗi một cái lần giận nhau nó sẽ có những cái khác nhau, thành ra là câu chữ nó cũng sẽ khác nhau và cái thông điệp gửi tới chắc chắn nó cũng sẽ khác nhau. Thì thôi bây giờ con cứ đọc đi, ví dụ con không đọc hết cũng được, nhưng mà trong cái tin nhắn là nó có hiển thị cái chữ rip rồi, hiểu không? Là để cho vợ con hiểu là đó, anh cũng đã đón nhận cái điều này rồi. Đó, và từ từ con cũng sẽ, sau cái lần, tức là sau cái điều đó, con sẽ nói cho vợ con biết là em đừng có như thế nữa, em thế này em thế kia, em con phải nói, con đừng im lặng, con đừng tự chịu đựng, con im lặng, con cứ như thế thì là thực ra cái đó cũng không hay lắm đâu. Đến một lúc nào đó con chịu không nổi rồi, tự nhiên lúc hai vợ chồng lại cãi nhau to, rồi lại đi đến cái việc là nó giận dỗi nhau thế này nọ, nó bị uổng đi, nó mất hay. Thực ra là bọn con sau mỗi lần như thế thì chồng con, bọn con cũng tức là cái khoảng thời gian khi mà cái giai đoạn mà con bị bệnh nặng nhất á thì hai vợ chồng gần như là không có tiếng nói chung. Cãi nhau rất là nhiều và cãi nhau liên tục. Nhưng mà đến khi mà đến cái giai đoạn mà con bắt đầu con cảm thấy rằng là mình ok rồi, tinh thần thoải mái rồi,
Và thực ra là khi mà con bắt đầu con nghĩ được thì con lại không nghĩ là mình bị bệnh nữa. Thì tự nhiên con lại cảm giác là mình rất là nhẹ nhàng. Thì nhưng trong những lần cãi nhau đó thì bọn con cũng không ai im lặng hết. Sau khi mà, tức là cả hai khi mà tức nhất thì cố gắng để cho nó qua hẳn cái thời gian đó. Và hôm sau là hai vợ chồng con có ngồi lại và nói chuyện với nhau rõ ràng đó, để cả hai, tức là cả hai cùng lắng nghe mình đối phương muốn gì. Bởi vì con cũng hiểu được rằng là mình không thể là mình thay đổi một người quá dễ dàng. Mình chỉ có thể thay đổi bản thân mình trước. Mình thay đổi thì người ta sẽ đúng rồi, đó, đúng rồi đó. Đó. Thì đó, thì cho nên là bởi vì là sao nè, hạnh phúc là lựa chọn. Đúng rồi. Và đã là... chọn lựa rồi á thì phải đó, cái điều đó phải là hạnh phúc, chứ đừng để tạo thành cái gọi là cái sự gọi là đem đến cái điều đáng tiếc cho cái sự lựa chọn của mình. Uổng lắm, cuộc đời mình nó nhiều khi chỉ có thể lựa chọn được một lần thôi. Và sau tất cả là chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn.